chào các em. Hôm nay chị bé xíu sẽ giới thiệu đến các em hai mẫu hình dáng mới này nhé. Loại hình dáng này thì chị bé xíu mới chơi lần đầu tiên luôn nha các em. Mỗi thẻ hình dáng này thì gồm có 3 búp bê và những chiếc váy rất là xinh, kèm những phụ kiện nữa. Tấm thẻ thứ nhất, chúng ta có một nàng búp bê tóc hồng, xõa dài rất là xinh, một nàng búp bê tóc màu xanh rất là sành điệu, trên tóc có đính những cái kẹp tóc rất là xinh nữa nè, và một nàng búp bê với mái tóc búi cao màu vàng. Tấm thẻ thứ hai cũng là ba nàng búp bê tóc dài xoăn rất là xinh đẹp luôn. Bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi nha các em.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại các nàng búp bê. Và các em hãy bình luận phía dưới cho chị bé Xíu biết là các em yêu thích nàng búp bê nào nhất nhé. Nếu yêu thích video của chị, các em đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chị nhé. Chị bé Xíu cảm ơn các em đã theo dõi hết video của chị. Chào tạm biệt các em nhé.